cái cách trang trí ở đây nó cũng mang hơi hướng vào phong cách của người Hoa nha các bạn. Không biết gọi là cái gì nữa. Thôi nói chung là không biết gọi là cái gì nhưng mà nói chung chụp hình đẹp. Nó giống với cái mùi của curry. Xin chào các bạn, mình là Khánh Tường. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với Đi Đu Đi Đâu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một địa điểm check-in sống ảo và một địa điểm ăn uống tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Và sẽ lại là một địa điểm rất là đặc biệt, rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Xin mời các bạn cùng đi với Khánh Tường nha. Let's go. Mà nhìn quang cảnh xung quanh Khánh Tường thôi thì chắc là các bạn cũng có thể đoán được phần nào là Khánh Tường đang ở đâu rồi đúng không ạ? Chính là ở The Garden Mall nằm trên đường Hồng Bàng, quận 5. Và hiện tại thì con đường ở phía ngoài đã có một vài cảnh trang trí của đón Tết 2020. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một vài bối ảnh check in các bạn nha. Đây, 2020 rất là nổi bật ở trước The Garden Mall. Chúng ta sẽ làm một vài tấm ảnh ở đây nha. Chụp thôi. Các bạn thấy là ở khu vực này trồng cũng khá là nhiều cây xanh. Và đặc biệt hơn nữa các bạn thấy khu phía trên. Đây phía trên đầu của Khánh Tường rất là nhiều những lồng đèn. Tại vì đa số ở quận 5 á, là người Hoa sinh sống rất là nhiều. Cho nên là cái cách trang trí ở đây nó cũng mang hơi hướng vào phong cách của người Hoa nha các bạn. Rất là nhiều lồng đèn. Đây là khu vực sảnh nha các bạn, The Garden Mall. Đây là một địa điểm mà Khánh Tường nghĩ là cũng có thể có được những tấm hình check-in rất là xinh đẹp. Mà không biết gọi là cái gì nữa. Thôi nói chung là không biết gọi là cái gì nhưng mà nói chung chụp hình đẹp. Các bạn nhớ là vào ngay khu vực sảnh của The Garden Mall là sẽ có ngay cái khu có rất là nhiều cây xanh. Cái này hình như là nhân tạo thôi các bạn, không phải là cây thật nhưng mà nhìn rất là sinh động. Chúng ta có thể chụp hình tại đây nhé. Ok. Các bạn ơi, Khánh Tường phát hiện ra một địa điểm có thể check in được đây, đó chính là một cái giống như một cái sảnh mà cũng có thể gọi là một cái sân khấu. Nói chung là nó rất là đẹp, có chữ Tết 2020 và hai bên là có cây đào nha các bạn, màu sắc rực rỡ luôn. Từ nãy đến giờ thì chúng ta đã đi dạo một vòng The Garden Mall nằm trên đường Hồng Bàng của quận 5 và đã có khá những tấm ảnh check-in rất là độc đáo rồi. Còn bây giờ thì Khánh Tường sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm ăn uống. Xin mời các bạn đi thôi. Chào các bạn, bây giờ thì Khánh Tường đang bước đi trên đường Phan Văn Trị tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để tìm đến quán phá lấu lòng dê rất là nổi tiếng ở trên con đường này. Và đó cũng chính là món ăn mà Khánh Tường muốn giới thiệu với tất cả các bạn ngày hôm nay tại số 125 Phan Văn Trị. Cùng theo chân Khánh Tường để khám phá món phá lấu lòng dê nha.
cho các bạn. Bình thường ở Sài Gòn thì chắc là các bạn cũng đã quá quen với những món ăn như là phá lấu lòng bò này hay là phá lấu lòng gà cũng có luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì Cát Tường sẽ giới thiệu với các bạn một loại phá lấu rất là đặc biệt, đó chính là phá lấu lòng dê. Và chúng ta sẽ thử xem là nó khác như thế nào với những loại phá lấu kia các bạn nha. Với phá lấu lòng dê thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như có thể ăn với lại bánh mì nè, hoặc là ăn với lại hủ tiếu, hoặc là mì gói cũng có luôn. Thì hôm nay Khánh Tường thích bánh mì cho nên Khánh Tường lựa chọn bánh mì. Mình sẽ ăn thử nha các bạn. Và dê này thì mình có thể ăn với, có thể chấm kèm với nước chấm nữa. Và nước chấm này theo Khánh Tường được biết hình như nó là chao các bạn ạ. Nên mình sẽ tự phục vụ luôn nha. Và có một hũ sa tế. Nếu mà các bạn nào mà mình có thể ăn cay được thì mình có thể để sa tế mà. Rồi mình sẽ trộn lên ha. Chính xác là chao rồi. Có một cái vị ngọt. Chao này đã được chế biến rồi, cay. Và nếu mà các bạn ăn cay hơn nữa thì mình để thêm sa tế vào. Bây giờ thì mình sẽ thử món ăn chính đây. Ở trên thì có một lớp rau răm. Và nguyên liệu chính của chúng ta là lòng dê. Thầy Khánh Từ sẽ thử trước một miếng nước. Nó giống với cái mùi của curry. Giống mùi curry hơn là cái mùi của phá lấu bò. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử lòng dê nha các bạn. Thì chấm một miếng. Rất là ngon. Một miếng nữa. Cái này Khánh Tường cũng không có gọi tên được là cụ thể nó là cái gì, chỉ biết là lòng dê thôi. Bình thường khi mà ăn lòng, ví dụ như lòng heo, lòng bò vậy đó, thì mình cũng có một cảm giác là mình sẽ sợ nó bị dai. Nhưng mà cái này thì không hề bị dai, như các bạn nấu rất là vừa chín và rất là vừa ăn, không bị dai. Nước á, cũng không bị mặn luôn. Nói chung là vừa để, Khánh Tường nghĩ là chấm bánh mì vào sẽ rất là ngon. Bây giờ thì mình không có suy nghĩ, không có đoán nữa. Mình sẽ ăn liền luôn để mình biết thật sự ngon hay không. Cái nước của phá lấu thấm vào bánh mì. Còn gì bằng nữa, ăn một miếng nữa. Và cái lớp rau răm này á, nó sẽ khiến cho mình đỡ ngán hơn nha các bạn, khi mà mình ăn phá lấu, ăn lòng dê và có bánh mì nữa và tất cả mọi thứ. Nói chung là cũng khá là nhiều dầu mỡ, thì mình có một tí rau vào thì nó sẽ đỡ ngán hơn. Một tô như vậy rất là nhiều thịt nha các bạn. Rất là nhiều lòng dê luôn. Và một phần như vậy dành cho một người ăn thì cũng chỉ có 25.000 thôi. Là cũng có một tô phá lấu và bánh mì. Và nếu như mà các bạn không ăn bánh mì thì mình có thể thay vào đó là hủ tiếu hoặc là mì hoặc là mì gói. Rất là nhiều sự lựa chọn cho mình. Và với cái giá này tại thành phố Hồ Chí Minh thì các tường nghĩ là cũng rất là vừa túi tiền. Có thể là những người đã đi làm rồi hoặc là cho các bạn học sinh sinh viên thì cũng rất là vừa túi tiền của các bạn luôn. Với 25.000 với một tô phá lấu như thế này. Các bạn ơi, chỉ với 25.000 thôi là chúng ta đã có một phần phá lấu lòng dê rất là ngon vừa rẻ nữa, rất là nhiều đồ ăn luôn tại đường Phan Văn Trị ở quận 5 nha các bạn. Còn bây giờ thì đến đây thì Khánh Tường cũng phải nói lời tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã được đến The Garden Mall và ăn phá lấu lòng dê. Và nếu như mà các bạn có những địa điểm ăn uống hay là check-in sống ảo nào đó mà các bạn đã từng trải nghiệm rồi thì nhớ là hãy chia sẻ với Khánh Tường cũng như là đi đâu nha. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại các bạn.